Tập Tiền tiết lộ quy tắc đặc biệt và sự thay đổi ngược sau khi kết hôn. Trong một cuộc trò chuyện với Hà Hồ, Tóc Tiên đã chia sẻ những chi tiết thú vị sau khi về chung nhà với Hoàng Tulliver. Mới đây, Tóc Tiên và Hà Hồ cùng xuất hiện trong một talk show để trò chuyện về cuộc sống hôn nhân, kinh nghiệm làm nghề. Trước câu hỏi về những thay đổi trước và sau khi lập gia đình, vợ Hoàng Tulliver thổ lộ, tôi là người hơi bị ngược. Chúng tôi đã quen nhau lâu rồi, gần 5 năm sau đó mới cưới, lúc quen tôi mới 26 tuổi nên tính cách còn hơi trẻ con một tí. Có những suy nghĩ và quyết định bốc đồng. Trước khi lập gia đình, tôi cảm thấy rất trông chênh, kiểu như không có nơi để trở về nhưng bây giờ thì có rồi. Đáng nói, sau hơn 3 năm về chung nhà thì Tóc Tiên khẳng định đã bớt quản lý chồng, thoải mái ăn diện so với thời còn độc thân. Nữ ca sĩ tâm sự với đàn chị, trước khi kết hôn, tôi bị kiểm soát trong mối quan hệ nhưng sau đó thì thả lỏng và tự do hơn rất nhiều. Đặc biệt sau khi có gia đình tôi thăng hoa và bạo hơn trong suy nghĩ. Trước đó tôi mặc gì cũng phải suy nghĩ như vậy, có bạo quá hay không nhưng giờ thoải mái lắm. Tóc Tiên vốn được biết đến là nam ca sĩ đình đám còn Hoàng Tulliver là giám đốc âm nhạc có tiếng trong showbiz, thế nhưng ít ai biết cả hai có quy tắc đặc biệt khi về chung nhà. Vợ Hoàng Tulliver tiết lộ cả hai không có thói quen nghe nhạc mà chỉ muốn tận hưởng cuộc sống bình lặng cùng nhau. Cụ thể, Tóc Tiên nói, tôi chỉ mong mỗi khi đi diễn xong là được trở về nhà, những nguồn năng lượng bên trong tôi đã để lại hết trên sân khấu để phục vụ khán giả rồi. Đó là lý do ở nhà cả hai vợ chồng tôi không nghe nhạc. Vì chúng tôi đã bị bao quanh ở âm nhạc quá nhiều rồi nên khi về nhà chỉ muốn yên tĩnh. Hai vợ chồng tôi rất thích yên tĩnh nên rất ít khi xuất hiện ở bar. Chúng tôi vẫn hay nói nhau là cả hai bị già rồi. Tóc Tiên và Hoàng Tulliver có gần 5 năm yêu đương kín tiếng trước khi quyết định tổ chức hôn lễ kín đáo tại Đà Lạt. Hiện tại cả hai là cặp vợ chồng viên mãn, hạnh phúc trong làng giải trí Việt. Không còn kín bưng như trước kia, giờ đây Tóc Tiên và Hoàng Tulliver thoải mái chia sẻ về đối phương. Tóc Tiên tiết lộ chưa vội sinh con để tận hưởng cuộc sống thú vị của hai người, thế nhưng đến một giai đoạn thích hợp sẽ tính đến chuyện có em bé.